Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Vì Trẻ Em của Đài Hà Nội. Mở đầu chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn đến với hoạt động nổi bật dành cho trẻ em trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, để đón chào một năm học mới, gần 1.000 thiếu nhi thủ đô đã có dịp hội tụ tại một sân chơi dành cho nhiều lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. MT Fashion Show là buổi trình diễn đầy màu sắc và cảm xúc, nơi sự hoàn hảo của thời trang được kết hợp với công nghệ và nghệ thuật đã mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ. Gần 1.000 em nhỏ vừa tham gia vào show diễn thời trang quy mô lớn giới thiệu các mẫu thiết kế mùa thu đông của 30 thương hiệu thời trang trong nước. Khi các em sải bước trên sân khấu, không chỉ là các mẫu thời trang được trình diễn hay các tiết mục thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn là niềm vui, sự tự tin giúp các em được bộc lộ năng khiếu, sở thích và giao lưu với bạn bè đến từ các vùng miền khác nhau. Đây đã là năm thứ 5 chương trình MT Fashion Show được tổ chức. Chủ đề của năm nay là Fall in Love with Emotion, mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Một phần chi phí từ show diễn sẽ được trích ra để đóng góp dự án Trung thu cho em, một chương trình mang lại niềm vui và tình yêu thương cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em có một mùa trăng trọn vẹn và ấm áp.